Vâng, chung kết đầu tiên dành cho các game thủ bên phía của team BB Club trong trận đấu bản lề trận đấu thứ 3. Đây là Hitty tới từ game thủ Mạnh Hào. No 1 cầm Mia, thế đẹp. Chim sẻ cầm Kata dâng lờ chéo để hai người đánh cung rồi. Khóc một mình một cánh khi cầm Minoan. Vâng, bên kia là Ia Hit, Acidian và Phô. Ủa cái gì đấy? Tứ tuyển. Nhưng vẫn còn cửa. Sẻ cần có tơn dâng lờ chéo để cho game thủ Mạnh Hào là người cầm Hitty. À vâng, như vậy là quả đôi dành cho Mạnh Hào, bên 3 và bên 4. Em anh cung ấy một ạ. Không đánh cung thì cũng chả có cửa gì. Rồi hay, tốt đấy ạ. Ôi Hào cung giữ mạng đi em. Ok bài. Vâng, thế khoai quá nhờ. Con bên kia đẹp hơn quá nhiều. Bên kia cũng là Hitty. Có thêm con IA. Vâng, cũng là IA Hit giống bên mình. Nhưng mà hai con còn lại đó là Pho và AC, chứ không phải là Minoan và Kata. Vâng, lo sợ bài Hào là không lên được cái đời thôi. Có thêm một voi. Đây là màn hình máy của xe. Hiểu về. Còn đây là bài của Khóc, người cầm Minoan. Hiểu voi về. Một hiệu hơi lỗi. Mà ngày hôm nay thì mặc định sẽ cầm cây, cây thây và cho son rồi. Kinh hồn. Vâng, có quả phụ dành cho Minoan. Thiếu một tí. Vâng, có một comment rất hay trên khung chat, đó chính là đánh như Tin Thái Bình, không sợ đôi bạn quân đẹp. Tại vì đằng nào mà chả thua. Thế thì có sợ cái gì? Đằng nào cũng thua thì ai sợ cái gì đâu. Nghiệt. Đánh để mà thắng chứ còn thì đánh mà thua thì chả bao giờ biết sợ là gì cả. Vâng, bài Minoan hòm hòm. Đây là bài Katarian đi dâng lờ. Vâng, No 1 cũng sẽ dâng lờ. No 1 cũng sẽ dâng lờ cho Mạnh Hào. Chim sẻ sẽ vào cánh để sơi luôn nhà người khác. Sơi 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 vào trong cánh em ơi. Còn đây là màn hình máy của No 1. Lên đời rất sớm dành cho No 1. Và đóng lờ cực cao. Đóng lờ 2 như chưa kích đời. Vâng, các bạn hãy quên Mạnh Hào đi.
Vâng, tiếp tục quên Mạnh Hào rồi ạ. Cố gắng 14 tích em nhé. Như vậy là khóc gặp một người cầm IA. Còn 3 quân nữa, Hitty, Pho và AC ở những vị trí còn lại ngoài đầu cánh của Khóc. Đây rồi, không biết quân gì, màu 4. Vâng, Phonesian khung nhà trên 12 giờ. Quá ghê, thực sự là ghê. Vậy thì nó một khoai. Vâng, 2L vắt đều. Có bánh xe. Màu 4 chưa chắc lên được đời đâu, mặc dù nhà khung. Màu 1 làm ngay dân màu 4 và cạnh đó là dân của màu 2. Game thủ U97. Cạnh đó là dân của màu 2. U97. Cứ chơi chết màu 4 đã, tính tiếp. Cử một con chém sang chỗ khu vực của nhà màu 2. Như vậy màu 3 trong cánh sẻ đang chơi rồi. Ở cái trận này win đấy. Vâng, chơi luôn nhà màu 2. Vâng, như vậy là Trương dường như đã thua trước IA ở cánh bên kia rồi. Tiếp tục chơi nhà màu 2. Sẽ không kịp bò bế, đang chưa có bánh xe. Ôi dồi ôi, một tấn dân. Một tấn dân. Nhưng vừa thời điểm có bánh xe nghiệt. Đúng thời điểm có bánh xe. Quá nghiệt. Nhưng màu 2 thì cũng sẽ yếu thôi. N1 đang cân đôi cánh này. Nhưng màu 4 vào ăn N1 luôn. N1 quyết định chạy dần. Mạnh Hào thì yếu lắm rồi. Trong khi đó Khóc fit rồi. Đây là màn hình máy của xe. Đang cố ăn dần của Hitty. Dần Hitty chạy ra giữa bản đồ gặp ngay xe. Xe tham lai 32. Chơi luôn nhà màu 2. Còn đây là màn hình máy của game thủ N1. Vâng, màu 4 quay trở về. Bắn hết cung giờ đi em ơi, bắn hết dân sửa đi. Tham lại 37 tới từ game thủ N1. Vẫn đang loằng ngoằng dần trên khắp cái bản đồ này. Chơi, nhà màu 4. Chém 4 và ăn được rất nhiều dần. Trong cái đó cánh bên kia thì Hưng Nhổn đang là người chém fit game thủ không được khóc. Tham lai của Khóc là fit rồi. Còn 3 thôi. Còn đây là chim sẻ tham lai 32. Tham lai Mạnh Hào rất yếu rồi. Mỗi đầu một với chim sẻ chém bay thôi. Còn đây là đầu một tham lai 37. Ia Hưng Nhổn đang to nhất trên bản đồ.
Vâng, những con chém 4 rất hổ báo của đội trưởng đội 1. Để lại một con chém, chém đất ruộng đi em. Tham này 36 tới từ đầu 1. Còn đây là màn hình máy chim sẻ, tham lai cũng là 35. Đang lùa dần của màu 2, người cầm Acidian. Mỗi hưng nhổn thôi. Đây là hưng nhổn. Tơn chém 4 và giáp 2 của game thủ chim sẻ. Còn đây là màn hình máy của No 1. Màu 4 đang quay lại. Tham lai bên kia vẫn đang to lắm. Màu 3 cũng to, màu 1 cũng to. Một đang to nhất trên bản đồ. Còn đây là xe. Cả màu 3 cũng đang lùa chim sẻ luôn. 3 và 1. Khóc thì ngồi đọc báo rồi. Tham 3 và không có cái tác dụng gì nữa cả. Chém cả nhà chính, chém tất rồi. Còn đây là hưng nhộn. Hào đang quản lý lại nhà màu 4. Còn đây là màn hình máy của No 1 quay lại phay cả chim sẻ và game thủ No 1. Có cả màu 2 sang cứu. Vâng, tân phay chém trên bản đồ rất ghê tới từ đội trưởng No 1. Nhưng mà khoai rồi. Hai đều trong xe đấu này, chúng ta sẽ có chung kết của xe đấu thứ 3, xe đấu bản lề.